lưu lại những cái kỷ niệm, cái khoảnh khắc với cái thời điểm hiện tại. Chỉ có điện thoại chụp hình mới lưu lại những cái khoảnh khắc đó mà thôi. Thời gian nó trôi đi rất là nhanh, nó không phải như chúng ta nghĩ là nó chậm chạp tích tích, từng tiếng từng chút cũng phải rất nhanh. Thấm thoát thời gian rất là nhanh. Nhìn lại trước đây chúng ta không làm được bất cứ điều gì cả. Chính vì vậy, đôi khi nhìn lại những cái sự việc trước đây, cảm thấy tại sao lúc đó mình không nghĩ được cái điều này, tại sao lúc đó mình không làm cái điều này, tại sao lúc đó mình lại bỏ qua những cái cơ hội này, tại sao? Nhưng ngẫm lại, thời gian nhìn lại quá khứ, đôi khi chúng ta cảm thấy muộn màng, đôi khi chúng ta cảm thấy hối tiếc và muốn làm một cái gì đó để kéo lại cái thời gian.